Hello, chào tất cả anh em đã đến kênh Nguyễn Duy Vũ Audio. Kênh bên em chuyên mua bán các mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ đục hàng anh em. Và tiếp sau đây hôm nay bên em giới thiệu về anh em được một số dòng lo hàng, tất cả đều là dòng lo gấu anh em. Nói chung thời buổi nay mua được nhờ được mà lo là cũng là quý, nhưng lo về được cũng gọi là quý hơn. Nói chung cỡ này đường vận chuyển rất là khó khăn không em. Nhưng mà mình cũng săn hàng những đôi lo mà bán chạy nhất thị trường hiện nay anh em, thì nên cũng giới thiệu về cho anh em về một số lo hôm nay nha. Nói chung bên em còn công việc rất là bận rộn, nhưng mà cố gắng làm video để giới thiệu về lo để cho anh em xem và anh em nào mua. Thì hôm nay thì cũng giới thiệu lại anh em ha. Trên đây là cái bảng logo của em nha, là Nguyễn Gia Vũ Audio mua bán âm thanh bãi Nhật Mỹ nha. Zalo số điện thoại là 0972 364252, còn Facebook là 0939 364252, và cũng là số mình anh em gọi được luôn nha. Nó là số điện thoại luôn anh em. Còn ở đây bắt đầu anh đi vào giới thiệu anh em về những đôi lo hôm nay ha. Hôm nay đôi lo này lo to anh em ha, to bách 40 nha. Dòng này 380SE nổi tiếng. Dòng này nổi tiếng anh em. À, dòng to thì nó anh em đi cái gì bên đây. Nó có viền màu đỏ nè. Viền màu đỏ nè anh em ha, viền màu đỏ nha. To viền màu đỏ ha. Thì đây để 380SE anh em, 380SE ha. Đặc trưng cái dòng này thì nó dòng 3 đường tiếng anh em. Để em tháo cái căng ra nha. Để em tháo cái căng ra. Tháo cái căng ra cho anh em xem về lo nha. 380 thì dòng lo này bán chạy nhất trong các loại lo. Nói chung dòng hiệu lo to là bán chạy nhất. Nó là hay nhất luôn. Nên nhiều loại lo anh em bỏ tiền ra mua chưa chắc gì hay bằng đôi lo này nha. Đây anh em chiêm ngưỡng là đôi lo to nha. To 380 nha, XE nha. 380XE anh em ha. 380XE. Đó, 380SE nha anh em. Dòng này thì em bán rất là đa dạng, nhưng mà dòng này bán về là bán rất là nhanh. Và em đi vào giới thiệu anh em to đây. Đây là dòng to anh em ha. Model 380SE, dòng 360W, lo 8 ôm. Này là 9 mít, này là 9 chép nha anh em. Hiệu to này ha, sao băng nha. Này lo bách 40, 3 đường tiếng. Bên đường tiếng nha. Và đây là cái lo chép, nó hỏng nó bằng nhôm anh em, bằng nhôm thì gọi là bằng gang luôn anh em ha, bằng gang luôn đó nha. Và đây là cái lo chép nha. Và đây là cái củ còi mít nha anh em, còi mít nha. Và đây là hiệu to, cái lo mũi lo to nè, to nè. Đây bass 40 nha anh em, bass 40 nha. Bass 40. Nói chung dòng lo to hỏi quảng cáo. Nói chung thì cũng nói rõ về chi tiết cho anh em cho hiểu về nó. Và đây thì một cặp lo súp hơi hiệu to bass 40 anh em, bass 40. Và dưới đây thuộc cặp súp to nha, bass 50. Mấy dòng này thì của em nó năm ngoái năm nay, nhưng mà không phải là em bán được, nhưng mà đúng giá mới bán được. Tại vì bây giờ mua những đôi này mình mua bên tại bên Nhật về còn mắc hơn bên đây nữa, nên mình không thể mua thêm được. Bởi đôi lo này mình bán đúng giá mình mới bán được. Tại giá thị trường bây giờ nó rất là cao nên không có nhập gì nổi. Nên để đây thì từ từ. Đó thì nó nói là lo anh em nào cần súp hơi bách 40 hiệu to. Hiệu to nói gì đôi to là anh em hỏi chơi. Em có thời gian nào em sáu cũng lo, anh em nhìn cũng lo khủng khiếp luôn. Đây 50 và 40 nha. Lo súp hơi anh em, súp hơi nha. Hiệu to thì anh em hỏi nói ha. Và đây là một cặp lo bách 40 nha. Bách 40 lát xích gồ. Lát xích gồ anh em. Tại do nằm trong kẹt đây nên không có tháo ra được. Nó là model BS15 gì đó. Và đây thì hôm nay nó về được hai cặp Gamsa. Gamsa nha anh em, bass 40 dòng Gamsa A300. Đó đây thì anh em xem nha. Về được hai cặp. Nói chung về chung với cặp lo to luôn. Thì đây bắt đầu đi vào thiệu anh em ha. Đây anh em nhìn cái còi nó rất là khủng khiếp nha. Còi nó rất là khủng khiếp nha anh em. Đây còi nó rất là khủng khiếp nha. Và ở đây thì nó là chữ Gamsa nè anh em, WSA300. Cái còi thì anh em nhìn cái khiếp cái còi luôn nha. Còi rất là khủng nha anh em. Còi rất là khủng. Và ở đây thì đây thì cái lo bass 40 anh em ha. Bass 40 này nha. Bass 40 ha. Bass 40. Thì nói chung hàng này giao băng thì anh em hỏi chơi. Mấy cái bông tiêu âm này kia nó cũng là khủng khiếp lắm. Nhưng mà này tại do em để cái góc này nó quay hình ảnh hơi bị tối, thì anh em có coi cái gì mà thì anh em xem từ từ nha. Tại vì cái góc này tại vì lo nó quá lớn rồi,
và qua đây. Qua đây thì anh em cái có anh em nào thì hàng này hai ba cái con code nè, code số anh em. Thì có anh em nào anh nào dặn em á thì video sẵn đây em đăng lên đây đó, anh coi trên đây chi tiết rồi có gì alo bên em nha. Tại vì giờ thời gian không có công việc quá trời nhiều nên không có đăng chi tiết từng được, nên gom chung đăng một cái lượt luôn. Cái này là dòng có số anh em, dòng này nó có 4 đường ao và 2 đường vô, thì nó là DMX anh em, DMX ha, DMX USB. Thì ở đây thì nó là model là DSC24X nè. Thì dòng này được 3 con thôi nha, còn máy này thì mình cân chỉnh thôi, mình cân chỉnh mấy nhúc này ha, nó về số nha, nó về số. Và tiếp đây thì một cặp loa to nè, loa to này là 480SE bass 50 anh em, cũng 3 đường tiếng nha. Dòng lo này thương nó nói chung là với 380, 480 là nó là bán chạy nhất trong dòng lo, mà nó rất là hiếm luôn. Nói chung là thời buổi này kiếm mua được những đôi lo này về rất là hiếm nha. Cái này bass 50 anh em ha, bass 50 em tháo mặt ra cho anh em xem nha. Nói chung cái này thì em đăng lên chứ cũng mối em nó cũng nhảy vô nó gặp nó mua hết trơn. Thì đây anh em xem nè, đo bass 80 nha. Đây anh em xem ha. Thì gắn bên này đầu năm thì em làm video cho biết anh em hàng vẫn có. Đây là 20, nó là còi mít không gan luôn. Và đây là cái lo chép luôn, nó cũng gan 380 nãy vậy đó anh em. Và đây là lo 50 anh em, lo bass 50 nha, lo bass 50. Anh em nhìn cái khung gan khủng không? Cặp này thì anh em chơi gia đình thì khỏi nói rồi. Những đôi lo mà nào mình đã đấu qua được cái đôi lo to này cũng hơi là đuối anh em. Nói chung dòng lo to là cũng là tên tuổi khủng khiếp lắm anh em. Nói chung nó dòng nó bây giờ nói, nếu mình nói lo full đó thì 380SE, 480SE là nó là chuẩn nhất anh em, hay nhất. Nếu mà nói về độ chi tiết nhạc hay á, tại vì nó là lo 3 đường tiếng, nên tiếng nó rất là sạch. Tiếng nó rất là chi tiết nha anh em, tiếng nó rất là chi tiết luôn nha. Đây. Đây là cũng là nó anh em. Này còn mic nè. Này là zin nguyên bản về chưa lau chùi anh em. Còn chưa lau chùi nha. Đó anh em chiêm ngưỡng lại lo này nha. 380SE nha. Đó anh em xem ha. Còn trên đây á thì nó cái này á thì Lysicon anh em. Con Lysicon MX200 đúng qua em đăng bữa trước thì khách mua nhưng mà sáng nay chưa thấy nhận tiền. Sẵn để clip này đăng bán luôn, bởi ai chuyển tiền bán liền luôn. Không có đợi nữa. Lysicon MX200 nè và một con Alexis nè, Wada 2 nè. Thì hai con này còn hôm nay nha. À, nếu chung ai mà mua chuyển liền bán, bây giờ em không có chờ luôn. Em bên em làm nhanh gọn lắm, không có chờ nữa. Thì anh em nào có cần thì dòng hai con này liên hệ, chỉ còn hai con này nhất thôi nha. Eco G, dòng này lắp vô những con mixer. Hai con này tiếng cực kỳ hay, hỏi chơi. Anh em hỏi đi kiếm. Đó, rồi xong. Thì đây là em giới thiệu lại anh em nha. Đây là cặp Loto 480SE nha. Để em quay qua cái phía bên này không, để em giới thiệu nó nằm bên đây nè. Nằm bên đây cho anh em xem cái tên nó này bên đây nè ha. Bên đây nè nha. Đây anh em, model nè 480SE này ha. Cái công suất nó là 360W nè. Lò 8 ohm nè. Cái này là chỉnh mic nè, này chỉnh chép. Nó cũng có cái sọc sọc bên đây, nhưng mà thằng to mà 480 thì nó sọc màu đen. Sọc màu đen anh em ha. Sầm đen để nè, chỉ to nè, to nè ha, to 480SE to nè, thì hiệu to thì nó 480 thì nó mà cái sập nó màu đen, cái màn nó cũng màu đen luôn. Nó anh em nhìn nè ha, nó quay qua đây nha. Qua đây thì là dòng Gamsa A-Dub A300 là bass 40 anh em nha. Ở này em được hai cặp mới về nha. Và đây là Lexus Go. Và đây thì phía trên một cặp hiệu to bass 40 súp hơi, ở dưới thì to súp 50 súp hơi hiệu to luôn. Còn đây là hiệu to 380SE và trên là cái bản hiệu của em. Thì to thì nó có cái viền màu đỏ anh em, viền màu đỏ gì nè ha. Rồi thì anh em nào có nhu cầu cần gì thì liên hệ bên em nha. Còn trên đây những cái đèn này thì cũng chưa có bán, tại đang để làm một cái
cái vàng để cho mướn anh em, nên cũng chưa muốn bán, có thể là cũng bán thì anh em xem lại nha. Và em cũng kết thúc video hôm nay anh em ha. Còn anh em nào có nhu cầu cần gì thì liên hệ bên em số điện thoại đó nha. Và những anh em nào mới vào kênh thấy hay đăng ký kênh ủng hộ để xem mặt hàng bên em nha. Kênh bên em thì chuyên bán các mặt hàng âm thanh bãi Nhật Mỹ nha, nói chung hàng xịn thì chủ yếu. Rồi anh em nào có nhu cầu cần thì liên hệ. Em kết thúc video tại đây. Xin chào.